Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc chú anh chị và một ngày mới an lành và hạnh phúc, ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Và Sài Gòn bây giờ là gần 6 giờ chiều. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, và cũng là đường Hồng Thập Tự năm xưa. Đi theo hướng camera đó chính là con đường Hồng Thập Tự. Bên cánh trái có một cái cơ quan của ngày xưa, đó là Hội Chữ Thập Đỏ. Và đi thẳng tới nữa thì có một cái vòng xoay, nơi đó gọi là ngã 6 Cộng Hòa, giao lộ đường Cộng Hòa đó ha, cũng là đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Đó, phía bên cánh phải thì đó là con đường Cao Thắng, đi ra đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ngày xưa. Đi tới một tí thì có đường Trần Quý Cáp, cũng là Võ Văn Tần. Và theo trục đường Nguyễn Thị Minh Khai này, chúng ta sẽ đi về ngã tư Hàng Xanh, rồi cầu Thị Nghè. À, bây giờ Sài Gòn là giờ tan sở nè, nên thành ra xe cộ lưu lượng cũng khá đông. Nhưng mà do sự ảnh hưởng của đại dịch thì nó không đến nỗi đông lắm như những tháng về trước ha. Và chiều hôm nay một buổi đi làm về và sẵn tiện đi dạo vòng vòng ở khu vực quận nhất này. Mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái con đường, nơi đó có một cái địa điểm mà gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô chú anh chị. Đặc biệt video xin gửi đến cô chú Tommy Lay một hình ảnh của con đường Cống Quỳnh và một hình ảnh của ngày nay, đó là Hội Dục Anh. Hội Dục Anh ở ngay chợ Thái Bình đó. Một địa điểm mà có lẽ rất ít người Sài Gòn ngày nay để ý. Và trước mặt chúng ta đó là nhà Bảo Xanh Tự Vũ ngày xưa, và cũng là bệnh viện Tự Vũ ngày nay. Ngày nay thì ở đây có rất là nhiều cái building của bệnh viện Tự Vũ này. Ngày nay bệnh viện này rất là lớn, xây nguyên dãy nối dài trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai này cho đến Nguyễn Thượng Hiền luôn đó ha, rất là dài. Lương Hữu Khánh đó. Và phía bên tay phải chúng ta thì cũng có một cái building mới được xây dựng nè. Sau này kế bên Hội Chữ Thập Đỏ đó, cơ quan Hội Chữ Thập Đỏ. Rất là nhiều cao ốc ở đây, cũng thuộc bệnh viện Từ Dũ luôn. Và Hội Dục Anh thì ngày xưa là một cái tên của tổ chức từ thiện và hoạt động theo hình thức là một cái cô nhi viện, nên người ta hay gọi đó là cô nhi viện Hội Dục Anh. Nhưng mà hình ảnh của ngày xưa chắc có lẽ rất là thay đổi rồi. Hội Dục Anh thì nằm ngay giao lộ Võ Tánh và Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão. Nhưng mà Võ Tánh ngày nay là đường Nguyễn Trãi ha. Và chúng ta sẽ thẳng con đường Cống Quỳnh này và đi đến chợ Thái Bình, đến ngã năm Thái Bình của ngày xưa đó. Và trước mặt chúng ta đó là cây cầu vượt nối giữa hai tòa nhà của bệnh viện Từ Vũ. Nói từ tòa nhà bên đây, tòa nhà mới nè, ở số 227 Cống Quỳnh nè, đi qua cái nơi tòa nhà cũ nè. Thì ở đây ngày nay thì trang thiết bị rất là hiện đại rồi. Ở đâu đâu người ta cũng về đây để sinh đẻ cho nó an toàn đó. Có lẽ một số hạng mục đã thay đổi khác ngày xưa ha. Nếu mà cô chú anh chị đã từ lâu rồi không có về Sài Gòn thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không nhận ra cái hình ảnh của con đường này đâu. Mình đi tới một tí thì có cái giao lộ Phạm Viết Chánh. Nếu mình đi theo hướng bên phải đường Phạm Viết Chánh thì sẽ đi về đường Cộng Hòa đó, ngã 6 Cộng Hòa đó, cũng là đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Và phía trước bệnh viện Từ Vũ thì có rất nhiều cửa hàng bán những cái vật dụng cho bà mẹ và trẻ em, bán đồ ăn rồi rất là nhiều luôn, sữa, sùng, cháo, rất là đông ở đây.
nước. Đó, Sài Gòn buổi chiều thấy nhộn nhịp ghê chứ. Đó, rồi ở đây là ngã ba đường Phạm Viết Chánh. Để bán nước suối, bánh mì gói, mọi người thì khăn gói, khăn chiếu, có người đi đẻ. Đó, thẳng đường này là Phạm Viết Chánh. Dạ không. Con đường Phạm Viết Chánh về chiều nè. Ngày xưa thì theo tìm hiểu thì không biết có đúng hay không, có một đường rầy xe lửa đi cặp theo cái phía sau của bệnh viện Từ Dũ nè, đi thẳng con đường Phạm Viết Chánh đi đến chợ lớn luôn, đi về Mỹ Tho. Đó, cái hẻm nhỏ nhỏ này nè. Đó, đi thẳng ra Phạm Viết Chánh nè. Đó, đi lên trên Hùng Vương ngày nay đó, Hùng Vương rồi đi thẳng lên ra chợ lớn luôn, đi về miền Tây luôn đó ha. Nhưng mà không biết thông tin này có đúng hay không, chỉ có người xưa mới hiểu và hình dung ra thôi. Ở đây chúng ta thấy có một cái căn nhà rất là xưa nè. Nếu mà trong quá trình thực hiện video thì có những cái thông tin gì đó sai sót thì bà con thông cảm ha, cho em xin cái comment để những bạn khác trẻ hơn và xem và hiểu hơn được hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa và hình dung được ngày xưa là như thế nào. Đó, chúng ta đi tới một tí, có cái hẻm bên tay phải nè, hẻm này đi về khu Mã Lạng đó. Đó, và ngày nay có một cái doanh trại của quân đội mới được xây lên rất là lớn luôn ở đây. Khu Đồng Tiến chứ ha, khu Đồng Tiến. Khu Mã Lạng thì nằm bên Nguyễn Cư Trinh. Và ngay giao lộ Cống Quỳnh với lại Bùi Thị Xuân này, chúng ta có thấy một cái quán cơm tấm. Cơm tấm Chú Tứ rất là đông về đêm ở đây. Cơm tấm đêm ở đường Cống Quỳnh. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Đi bộ buổi chiều ở Sài Gòn ta cảm thấy rất là thông dong, thoải mái và đặc biệt thoải mái hơn khi được chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn. Ngày nay em đã thấy có một cái siêu thị hệ thống rất là lớn ở Việt Nam, đó là Co-op-mart. Siêu thị cũng khá đông. Siêu thị này bán đồ bình dân. Những anh chị chờ người thân đi siêu thị nè. Và chúng ta đứng ở đây là ngã ba đường Bùi Thị Xuân và Cống Quỳnh. Đi tới một tí thì có trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa đó, và bây giờ là Bùi Thị Xuân đó ha. Đi thẳng ra Bùi Chu, rồi cũng là Tô Hữu Tùng ngày nay, rồi đường Ngô Tùng Châu, cũng là Lê Thị Riêng, Sương Nguyễn Ánh. Ở đây có một cửa hàng máy tính rất là lớn nè. Máy tính Thành Nhân nè. Và con đường này cũng có rất là nhiều khách sạn. Hôm bữa em cũng có thực hiện cái video clip mà đi dạo quanh ở con đường đó để các anh chị tham khảo một số địa chỉ khách sạn rồi đó. Còn việc đặt phòng thì chắc có lẽ anh chị lên Booking Agoda hoặc là rất là nhiều trang đặt phòng với giá rẻ đó. TripVisor. Thật ra đặt online nó sẽ rẻ hơn là chúng ta đến trực tiếp và đặt. Cái giá trực tiếp thì nó khác với cái giá online ha. Bây giờ cạnh tranh rất là lớn. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Một buổi chiều ở Sài Gòn có lẽ
hơi hối hả vội vã, ai cũng muốn đi làm về và tranh thủ chạy về nhà với gia đình ăn bữa cơm chiều. Và do là có rất nhiều anh chị không mình nên thật ra em cũng tranh thủ đi dạo một vòng rồi chia sẻ cùng bà con. Đó, đây chúng ta thấy có cái nhà rất là xưa nè, không biết cái tòa nhà này ngày xưa là cơ quan gì nữa nè. Đó, và có một cái quán phở, phở hồng ở đây nè. Sở dĩ em nói những tên đường của ngày xưa thiệt là xưa là vì cô chú anh chị muốn xem lại cái nơi đó là hội Dục Anh, mà hội Dục Anh thì có cách đây rất là nhiều năm rồi, khoảng hơn 50 năm rồi. Cho nên thành ra nếu mà nói tên đường ngày nay mà không nói tên xưa thì chắc có lẽ cô chú anh chị cũng không hình dung đâu ha. Đó, chúng ta đi tới một tí thì có cái hẻm để đi vô khu Đồng Tiến đó, và hẻm này bán rất là nhiều thịt chó, cái món mà nói chung rất là nhiều người nhậu thích, riêng em thì không có thích ha. Đó, hẻm 189 đường Cống Quỳnh, bán rất là nhiều quán luôn. Đó, hẻm này đi thẳng vô khu Đồng Tiến nè. Đó, thẳng vô trong có một cái nhà thờ. Đó, và một cái khu xóm rất là nhiều nhà. Nghe đâu khu xóm đó cũng có văn bản giải tỏa nhưng mà thấy chưa có quyết định ha. Nghe nói không à. Đó, và chúng ta sắp đi đến một cái địa điểm mà có lẽ ngày xưa cô chú anh chị cũng khó mà hình dung được nè. Và các bạn trẻ ngày nay chắc ít ai để ý. Đó là hội Dục Anh, ngã năm Thái Bình. Và chúng ta thấy bên cánh trái mình đó là cái rạp ngày xưa đó, rạp Khải Hoàng đó. Rạp Khải Hoàng đối diện với bên kia là chợ Thái Bình, chợ Thái Bình buổi chiều nè. Trước mặt chúng ta đó là ngã năm Thái Bình của ngày xưa, và ngày nay thì người ta gọi là cái vòng xoay đó, vòng xoay nhỏ nhỏ đó. Phía bên đây đó chính là hướng này, đó chính là đường Cống Quỳnh đi thẳng ra Nguyễn Cư Trinh, ra bến xe của ngày xưa. Và bên đây thì có hai con đường. Bên đây là có hai con đường nè. Một bên là bên phải là Phạm Ngũ Lão, phía bên phải của cái bảng Victo nè là con đường Phạm Ngũ Lão đi về phố Tây Bùi Viện. Và bên cánh trái đó chính là con đường Võ Tánh, cũng là đường Nguyễn Trãi ngày nay luôn. Dạ Tự Vũ cô phải đi bên đây. Đó, cô thấy cái cầu vượt ra mình đi Tự Vũ đó. Không, mình theo bộ lão tới đây nó bỏ thì mình ra được. Dạ cô đi hướng này nè. Ngay chỗ cái cầu dưỡng là Bình Yên Tự Vũ đó. Dạ. Dạ dạ dạ. Đó, và bên đây đó chính là rạp Khải Hoàng của ngày xưa nè. Đó. Em sẽ đi một vòng qua bên kia ha. Và bên kia có cái biển hiệu Maya. Maya.vn đó chính là có lẽ là cái hội Dục Anh của ngày xưa, hội Dục Anh của ngày xưa. Và quẹo bên đây đó chính là con đường Nguyễn Trãi đi về quận 5, và cũng là đường Võ Tánh của ngày xưa. Bây giờ cái hình ảnh của hội Dục Anh chắc có lẽ
mà mình sẽ nhìn không ra đâu ha, để em qua góc bên kia, để mình soi với tấm hình của ngày xưa thì các anh chị sẽ, cô chú mình sẽ dễ dàng hình dung hơn. Em xin phép để tấm hình của ngày xưa để cô chú mình có thể hình dung ha, so cái xưa và cái nay mình sẽ thấy nó khác lạ như thế nào. Đó, và trước mặt chúng ta đó là chợ Thái Bình, cổng chợ Thái Bình, một ngôi chợ rất là lâu rồi. Buổi chiều thì không có bán, chỉ có bán những cái món ăn, hủ tiếu, phở. Đó, và phía bên đây là con đường Cống Quỳnh, bên cánh phải có một cái trường mù, trường Chu Văn An, cũng là thành Ô Mai ngày xưa này, khu vực này. Nhưng mà em cũng không hình dung được cái thành Ô Mai là như thế nào ha. Hy vọng thông qua video clip có nhiều cô chú anh chị chia sẻ thông tin để các bạn trẻ sau này xem và hiểu rõ hơn. Rồi chúng ta sẽ đi qua đường nhé. Và phía trước chợ nè, bán các món như là bánh bao, há cảo, súp bóng, cá, bột chiên, này, chè, hủ tiếu mì. Bên đây đó chính là con đường Phạm Ngũ Lão nè. Chúng ta sẽ đi gần hơn để các anh chị hình dung được ngày xưa. Và phía ở giữa đó chính là khu công viên 23 tháng 9, cũng là nhà ga xe lửa, bến xe lửa ngày xưa đó. Và bên kia là đường Võ Tánh, Nguyễn Trãi, rồi rạp Hải Hoàng, rạp Mặt Tiền, rạp Hải Hoàng nè. Giống như mình đang đi về Sài Gòn những thập niên 70, 60 gì đó. Thẳng hướng bên đây đó là đường Cống Quỳnh, đi ra Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, bệnh viện Từ Dũ. Hàng ngày bóng đèn vàng vàng nè ha. Và mình nhìn bên đây thì có một hình ảnh của ngày xưa, ngay chữ Maya này, đó chính là hội Dục Anh. Không biết có đúng hay không nữa ha, tại em thấy cái hình xưa nó xéo xéo đây. Và ở đằng kia, xa xa đằng kia thì có một cái dãy phố nhà rất là xưa. Rồi chúng ta sẽ qua cái góc bên Võ Tánh để mình nhìn qua bên khúc mà rạp Khải Hoàng đó. Rồi mình nhìn qua bên đây, hy vọng cô chú anh chị cũng nhìn ra được cái hình ảnh của ngày xưa, xem lại cho nó vui ấy mà. Cũng đã có lẽ rất là lâu rồi cô chú anh chị chưa có dịp về Sài Gòn nè. Và hôm nay hy vọng thông qua video clip cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với các cô chú anh chị. Và khu vực này ngày nay là cái trạm xe buýt. Khu vực công viên 23 tháng 9. Có cái bùng binh ngã năm thôi mà chúng ta đi một vòng qua luôn ha. Đi thẳng qua đây đó là khu vực nhà thờ Quyện Sĩ. Phía sau cái tòa nhà này là nhà thờ Quyện Sĩ nè. Tại vì có nhà thờ hơi xa thì bây giờ rất nhiều building mọc lên nên thành ra mình nhìn không rõ những hình ảnh của ngày xưa rồi. Ngày xưa những hình ảnh rất là trống trải. Hồi xưa có một cây cột điện bằng thép nằm ở bên phía trước cái rạp cống, rạp Hải Hoàng nè. Nhưng mà ngày nay thì hầu như dây điện cũng đã giảm bớt rồi. Có một số khu thì, một số quận thì dây điện đã âm hết rồi. Như quận nhất chúng ta thì hầu như là dây điện âm bớt.
và mình qua đây mình nhìn rõ hơn cái hình ảnh của hội Dục Anh. Chắc là nơi đó là nơi cô chú anh chị lớn lên, và ngày nay khi mà chúng ta đi xa rồi, đến tuổi xế chiều mình mới có dịp nhìn lại nè, một cái nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ. Đó, ngay chữ Maya đó, nguyên một cái dãy xéo mà xéo xéo ra đường Võ Tánh Nguyễn Trãi nè. Maya là một cái cửa hàng bán vali cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Nó đi thẳng con đường này đó chính là con đường Võ Tánh Nguyễn Trãi, con đường Nguyễn Trãi đi về quận 5. Và Sài Gòn bây giờ cũng tối rồi. Và thời lượng cái chương trình video ngày hôm nay cũng đã dài. Chắc em xin tạm ngừng video tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và luôn ủng hộ, luôn chia sẻ với Vĩnh Long TV và quan tâm đến Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại. Và rạp Khải Hoàn ngày nay thì đang để không, chưa có sử dụng gì hết. Sau rất nhiều công ty thuê và đã trả lại mặt bằng. Quán cà phê, rồi siêu thị, rồi rất là nhiều luôn. Thẳng hướng này là mình sẽ ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự nè. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại.